Mỹ tuyên bố sẽ ủng hộ việc cung cấp các máy bay chiến đấu tiên tiến, gồm cả F-16 do Mỹ sản xuất cho Ukraine cũng như tán thành kế hoạch đào tạo phi công Ukraine lái các máy bay trên. Một quan chức cấp cao Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói với các nhà lãnh đạo G7 tại Nhật Bản về quyết định này. Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố, quyết định đó sẽ tăng cường sức mạnh đáng kể cho quân đội của chúng tôi trên bầu trời trong suốt nhiều tháng qua. Ukraine đã đề nghị phương Tây cung cấp máy bay chiến đấu cho nước này để làm giảm ưu thế trên không của Nga. Việc Mỹ chấp thuận kế hoạch này có nghĩa là các quốc gia khác có thể xuất khẩu chiến đấu cơ F16. Tổng thống Mỹ cũng thông báo với các nước đồng minh về việc Washington sẽ ủng hộ những nỗ lực chung của quốc tế nhằm huấn luyện các phi công Ukraine lái máy bay chiến đấu F16 và các chiến đấu cơ hiện đại khác. Điều này đánh dấu một sự thúc đẩy đáng kể những hỗ trợ mà phương Tây dành cho Kiev khi nước này chuẩn bị tiến hành cuộc phản công mùa xuân. Theo lời một quan chức cấp cao Mỹ, kế hoạch đào tạo sẽ bao gồm huấn luyện phi công Ukraine trên các máy bay chiến đấu thế hệ 4, gồm cả F-16, để tăng cường và cải thiện hơn nữa khả năng của lực lượng không quân Ukraine. Máy bay chiến đấu thế hệ 4 bao gồm cả chiếc Mirage 2000 của Pháp. Quan chức Mỹ nói thêm, khi khóa huấn luyện diễn ra trong các tháng tới, Liên minh các quốc gia tham gia nỗ lực này của chúng tôi sẽ quyết định khi nào thực sự cung cấp máy bay chiến đấu, sẽ cung cấp bao nhiêu chiếc và nước nào sẽ cung cấp. Việc huấn luyện sẽ diễn ra bên ngoài Ukraine, tại các địa điểm ở châu Âu và mất nhiều tháng mới hoàn thành. Chúng tôi hy vọng có thể bắt đầu huấn luyện cho phi công Ukraine trong các tuần tới. Quyết định này thể hiện sự thay đổi mạnh mẽ trong lập trường của Mỹ, khi mà trước đây nước này cho rằng việc cung cấp chiến cơ F-16 cho Ukraine là không khả thi. Anh Hà Lan, Mỹ và đăng mạch đã hoan nghênh động thái của Mỹ. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ các video mới nhé.